Xin chào tất cả các bạn. Thì hôm nay mình đi làm, mình hơi về sớm được chút xíu. Thì mình chạy ra vườn mình thăm cây, mấy cây của mình. Thì thấy cái hoa cúc này nè. Đây là mấy cái hoa cúc mà mình mua từ năm ngoái để mình trưng Tết á. Xong rồi mình đem ra sau vườn mình trồng. Mình để sau vườn thôi chứ cũng không có chăm sóc gì nhiều. Thì năm nay nó nở hoa lại thì rất là đẹp. Mình quay sáng cái kìa. Đây, hoa cúc nở vàng rực luôn. Thì đó, hồi nãy hai chậu này đó ở ngoài mình mới rinh nó vô đây trưng cho nó đẹp. Thì đây là hai cái chậu hoa cúc đây đó. Mình quay gần lại cho các bạn xem. Thì hoa cúc này nó chịu lạnh, thấy là chịu lạnh rất là giỏi. Thì sau khi cái trận tuyết của ở đây có tuyết đó, thì mình lúc đó là mình để hai cái cây hoa cúc này ở trong nhà. Tại vì sau Tết á, thì sau cái trận tuyết thì mình mới đem ra sau vườn để mình để nó sau vườn để mình tính trồng đó. Thì tới bây giờ là nó vẫn còn tươi tốt. Cái nhánh nó mọc rất là cao nên nó hơi nghiêng nghiêng. Thì mình mới bưng nó vô cái nhà, cái greenhouse này nè, để mình trưng cho nó đẹp. Thì ở đây mình có cái kệ hôm trước mình mua ở trên Amazon đó, để đem vô đây để làm cái kệ để đồ. Nhìn cũng rất là dễ thương. Nếu mà quay qua đây. Đây là cái kệ của mình. Đây là hoa. Đẹp ghê luôn. Thì sẵn hôm nay mình ra đây mình quay cho các bạn xem. Thì trong cái nhà kính này á, thì mấy cái cây của mình nó vẫn còn tươi tốt. Đây, bên đây mình có cây ổi. Ổi thì lá của nó hơi bị cháy chút xíu, nhưng mà nhìn vẫn còn không có bị gì. Còn bên đây, hôm trước mình mới mấy cái khiên cái cây trúc này nè vô đây để cho nó trú đông cây trúc. Còn bên đây là có cái cây hai cái cây xương sâm. Thì không biết bữa giờ nó bị bệnh gì mà lá của nó nè, các bạn nhìn lá của nó trắng, không biết bị bệnh gì luôn, hay là tại vì nó quá lạnh, trong đây nó quá lạnh nên nó bị hư lá hay sao mình cũng không biết nữa. Thì hy vọng là nó sẽ không có bị gì. Còn có một số lá thì nó còn tốt, nhưng mà có mấy lá này là nó bị đốm trắng, thì mình không biết nó bị bệnh gì. Thì các bạn nào có xem cái video này mà thấy biết cái bệnh của cái cây này thì cho mình biết nha. Còn bên đây là hai cái chậu bạc hà thì nó vẫn còn tươi tốt. Mấy cái nhánh này chắc mình có thể thu hoạch mình ăn. Để mình qua đây mà xem. Cái cây ớt Thái thì vẫn còn ra trái. Thì trong cái greenhouse này thì mấy cái cây này của mình nó vẫn còn phát triển ha. Đây là cây ớt Thái. Hôm trước mình có thu hoạch một vài trái ớt ở cái cây này. Thì hôm nay nó ra thêm nhiều trái ớt nữa các bạn. Đây, cây ớt. Và ở đây mình có mấy cái chậu mà lá cẩm đó. Cây lá cẩm thì hôm nay nó nở hoa nè. Wow, hoa màu tím rất là đẹp luôn. Để mình quay gần cho các bạn xem ha. Hoa tím đẹp quá trời luôn các bạn. Thì mấy cái cây lá cẩm này nó đang nở hoa. Màu hoa của nó nhìn rất là đẹp, màu tím rất là đẹp luôn. Sang bên đây thì mình có cái cây mãng cầu này. Là cái này là cây mãng cầu na. Thì cái cây mãng cầu này mình gieo từ hạt nè. Thì hôm nay nó cũng hơi lớn rồi. Vậy là trong cái nhà kính này thì mấy cái cây của mình nó vẫn còn tươi tốt. Trừ cái cây hai cái cây xương sâm á, thì thấy nó có bị vấn đề gì đó. Còn đây là mấy cây, đây là cái cây mãng cầu
con thì mình cũng gieo từ hạt, rất là dễ. Đây mãng cầu con, mình rất thích ăn cái mãng cầu na đó, rất là ngon. Mà mua thì người ta bán cũng mắc lắm, nên mình cố gắng mình trồng được mấy cây thì hy vọng là nó sẽ có trái để mình ăn. Khi mình qua đây thăm mấy cái cây bình bát thì bình bát hôm nay thấy nó mọc thêm cái nhánh mới, mọc thêm nhánh mới. Mình quay gần ha, quay gần để mấy các bạn có thể xem được gần hơn cái cây bình bát này. Mình thăm đây là mấy cái chậu mãng cầu na gieo từ hạt, thì hôm nay nó cũng hơi lớn lớn. Thì trong cái greenhouse này của mình thì cũng không rộng lắm, thì cũng còn một chút chỗ thì mình sẽ gieo hạt để mình trồng thêm rau để mình ăn trong cái mùa đông này. Thì vài bữa nữa mình sẽ gieo hạt, mình đem vô trong đây mình trồng luôn. Thì sẵn qua bên đây mình quay mấy cái cây cà chua của mình. Thì đây là cái cây cà chua, cà chua nó đang có trái. Đây là hai trái cà chua, mùa này vẫn còn có cà chua để ăn. Các bạn có thấy cà chua nè. Bên đây mình qua coi thử nha. Đây có thêm mấy trái như thế này nữa. Dễ thương quá à. Đây có một trái nữa đây. Vậy là mình sắp có cà chua để ăn rồi. Như bên đây có một trái nữa. Đây đây. Nó núp. Đây các bạn. Thì qua đây mình xem cái cây tắc thì nó đang có hoa. Hôm trước mình đã hái hết mấy cái trái tắc vô, thì hôm nay nó ra hoa nữa. Hy vọng là nó sẽ đậu trái để mình có thêm mấy trái tắc để mình ăn. Thì ở bên đây mình có mấy cái chậu hôm trước mình có sang cải theo. Hôm nay nó tươi tốt ghê. Cái lá của nó nhìn xoắn xắn, nhìn đẹp hết các bạn ha. Và đây là cái chậu xà lách. Thì chậu là xà lách này nó cao quá rồi. Đây là chậu cải theo. Nó phát triển rất là tốt. Còn ở đây là mấy cái cây dâu tây mà hôm trước mình có mua từ bộ rễ để mình trồng đó. Nhưng mà hôm nay mình thấy nó không có lớn lắm. Nó cũng còn tươi nhưng mà nó chưa có phát triển tốt lắm. Thì hy vọng là vài bữa nữa nó sẽ phát triển hơn. Thì sẵn tiện mình qua bên đây mình quay cái cây hoa hồng này. Hôm nay hoa hồng này của mình nó nở được một bông, nhìn rất là đẹp. Nhưng mà cái bông này thì nó nhỏ hơn so với mấy cái bông hôm trước mình có hái đó. Thì cái bông này nó hơi nhỏ nhưng mà cái dáng bông của nó rất là đẹp, mùi rất là thơm. Và qua bên đây mình đang có các cái bông hồng này, cái hoa hồng màu đỏ nè. Hôm nay nó nở được có một cái hoa duy nhất thôi, nhưng mà hoa của nó nhìn đẹp lắm các bạn. Và cái hoa này là nó nở rất là lâu, là khoảng được 1 đến 2 tuần nó mới tàn. Thì đây là một trong những cái cây hoa hồng mà nó nở rất lâu nhất mà mình đang có. Thì hoa của nó thì không có thơm nhưng mà nó nở rất là lâu, rất là đẹp.
Thì ở đây mình có cái cây blueberry. Hôm trước mình mua thì hôm nay lá của nó chuyển sang màu đỏ. Lá chuyển sang màu đỏ luôn các bạn. Nhìn cũng đẹp ha. Không biết khi nào nó mới có trái để mình hái vô mình ăn. Thì cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình nha. Nếu thấy thích thì nhấn nút like, chia sẻ và đăng ký kênh để tiện cho việc theo dõi những video tiếp theo nha. Bye bye. Chúc các bạn một mùa Giáng sinh an lành.